trong đêm vắng, hòa cùng điều nhạc sâu lắng cho hồn lung lung. Thôn thức con tim nhỏ bé, mình cùng nhau chung bước. Em là người đi trước, em sẽ khóc lối lạc mất nhau rồi. Như loài chim tung cánh, em bay về nơi xa ấy. Tranh thủ thời gian, Phi cũng tận dụng cơ hội để nói chuyện riêng với Duy, để tìm hiểu về những vấn đề mà anh chàng đang còn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Phúc biết cảm xúc của Duy Anh dành cho Trọng, nên anh chàng đã chủ động chuyển hướng sang tìm hiểu Sơn. Trọng và Khanh cũng đã có những thăm dò cảm xúc với nhau trong gian bếp của ngôi nhà chung. Các bạn sẽ còn những màn thả thính, thổ lộ tình cảm như thế nào? Mời quý khán giả cùng đón xem tập 6. Cái lúc người ta chơi thì anh cứ cổ vũ cho đội bạn không à? Cổ vũ đâu? Nè mình thua nè. Dễ thôi. Đó. Nghỉ. Quầy. Hay quá em ơi. Trời, bạn nhắn ổng là cho em xin 5 phút để nghe tỏ tình. Thì cũng cảm ơn anh là hồi nãy chọn em. Mà anh cũng phải cảm ơn em là có một người để anh vượt qua thử thách. Em chọn anh con. Coi như là em chơi giả bộ, em chơi giả bộ đi. Em chọn anh tại vì em có lớn rồi. Dạ, em hay ăn đêm lắm. Nửa đêm anh dậy anh nấu đồ ăn em ăn. Chơi hết hiệp mà hết hiệp mà lấy cái số điểm của cái này. Buổi trưa, trong lúc Hùng và Duy Anh đang đi spa chăm sóc da, còn Phúc đưa Sơn về nhà lấy đồ để tối nay đi diễn, thì các thành viên còn lại là Phi, Duy, Trọng và Khanh chia cặp nhau để đấu pizza. Đội thua cuộc sẽ nhận hình phạt, thử thách là tỏ tình với người mình thích trong ngôi nhà chung. Rồi sao không vô trái nào vậy trời? Anh đi tiếp cái đường quyền đó đi. Đó. Bây giờ đội nào đen? Hay là mình phá trước ta? Anh là đen đúng không? Em trắng nha. Ok. Chứ em không bằng áo đỏ. Hết giờ thì mấy điểm chứ. Dạ, không tính đâu. Bé này chơi da trai bóp hồng thôi mà, yên tâm đi. Ôi trời, wow. trời. Điểm nha. Xuất sắc. Em bị trừ 11 điểm á. Đội này đội trắng đúng không? Em trừ 11 điểm đúng không? Em đó. Là sao? Em đang bị trừ đúng không? Em bé vô chứ anh bỏ kìa. Tối hôm qua anh Phi nói sao anh Khanh? Không thèm trúng luôn. Ở đây cảm mến là ai? Ê! Xém vô rồi kìa. Tao cơ hội như Phi luôn. Hương hay sao? Su. Thôi thôi, đừng nắm cái này thử Phi. Ồ hay. Quá dễ luôn. Dạ. Xuất sắc. Chân đau kìa em. Chân đau kìa qua đi. Hay với người chị ơi. Người chị. Ở đây nè. Đúng thế rồi đó. Nằm. Cái thế rất ư là lạ. Anh chỉ người ta cái thế nào cho nó ok đi anh Phi. Bên đây tình thế ông đứng. Ờ. Nó qua được đó. Dạ thôi nghe chứ em đừng có ăn bắp hầm nha. Trời ơi, dứt bắp hầm luôn. Ủa, em đánh cái gì vậy? Không gì vui để cười hết trơn. Ta lòn tay nè. Ăn kìa. Tụi nó giấu Huy đó. Ê! Tẩy rồi. Tẩy rồi. Anh không phục bi này mà sao anh phục cái bi kia? Ừ, cái bi. Ức quá. Bi kia. Rồi vô hai trái luôn. Trời ơi, may quá à. Trời. Thu hai trái luôn kìa, vô cho chắc. Nghĩ đi. Vô thôi, nghỉ luôn á. Đợi hai á. Giờ không vô mới xu nè. Mà của ai đâu. Ủa. Ê. Anh nói nè, tưởng tượng đây là mục tiêu của anh là mạnh hùng nha. Phải. Quyết định lại. Quyết định lại. Xu. 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 Em tới phiên em nha. Vậy là anh không đến được cái mạnh hùng. Tới bé này, tới bé này. Thôi để em đánh cho. Cái trái để em đánh cho. Hả ồ. Ồ đấy. Em không nghĩ được. Từ 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 từ. Phải vô được cái trái. Ta lòn tay vậy nè. Tôi tức. Tôi tức thôi. Đánh lòn tay biết không? Tụi bay này đúng không? Đó, đúng rồi. Vô tao mới lỉ luôn. Vô. Quá. Rồi rồi, vô. Hai trái rồi. Tức phát. You win. You win. Hai trái luôn kìa, vô cho trắng luôn kìa. Cái đó định hai đó em. Rồi rồi, vô. Vô. Cái đó định hai đó em. Hai á. Trả lại.
Về ráng gỡ, ráng gỡ lại đó. Cố lên. Đụng bây giờ kìa. Nhắm cái trái cho bự. Hay quá anh ơi. Hay quá, bé này nó cũng hay chứ. Xuất sắc. Qua Tết mà Mai Đào vẫn còn bán điều điều. Anh đa tài lắm nè. Cái bé này có hai nút mà. Trời ơi, kiếm chưa hai nút. Cái này mà không vô nó em cũng quên luôn á. Có tuổi gì mà vô. Đừng có đụng mấy gì mà sắm dai với anh Khanh. Đừng có đụng mấy trái bi khác nha. Mình chơi chứ. Thôi nha trời. 11 em trừ lại mình còn 1 em. Không có vô được đâu, cái góc gì đâu mà kỳ quá trời. Trời nếp đó. Ôi ôi. Thấy không? Đây là đội của bạn. 30 nha em. Kìa anh thục hai trái này vô. Ủa đâu được. Đã 30 mình 3 điểm. Vẫn có thể là vô được nha. Trời ơi. Thôi mình thua đi. Gá nha em, gá nha. Không nha. Gá nha. Em đứng thẳng. Để em coi, mẹ này quấn cái banh này như thế nào. Cái banh này rất là dễ luôn á. Nó quấn vô mặt nè. Đây. Mà hơi bị chuyên nghiệp đó. Hả? Tập trung. Ô rồi đó, em thấy em vừa lòng em chưa? Nó có đánh vô không? Nó có đánh vô. Anh buông ra, anh buông ra. Anh chỉ cái tay ra. Đánh nhẹ thôi. Ừ, đánh nhẹ rồi vô nha. Từ từ. Sao vậy? Sao vậy? Cái lúc người ta chơi thì anh cứ cổ vũ cho đội bạn không à? Cổ vũ đâu? Nè, mình thua nè. Nhẹ thôi. Đó. Quầy. Hay quá em ơi. Ê, không dân gian nha. Bỏ nó nha, đừng dân gian với em nha. Sao? Ở đây mình gieo kèo gì vậy? Có gì chưa nói gì nha. Không. Trời trời. Nói gì em, nói gì em giết anh luôn đi. Trời, không dân gian nha. Làm sao có được, chơi mà có quy luật chứ. Con nhân chưa nói. Không chơi ăn gian được như vậy. Ăn gian được như vậy là chúng quýnh. Cái nghi vấn mà cặp đôi bí ẩn của chương trình và theo mình suy nghĩ tới hiện tại, tới thời điểm hiện tại luôn nha, là bạn Khanh và bạn Trọng là hai người đó có nghi vấn cao nhất theo những gì mình để từ ngày hôm qua đến nay. Sau khi các thành viên đã có mặt đông đủ, đại diện team Hoa Cúc, Linh Anh đã có những chia sẻ cùng mọi người. Thì bây giờ là có rồi, Duy nè. Thì chắc chắn mọi người biết em đang muốn có gì đó nói với Duy. Hồi chưa giờ nói chung là cũng đợi xuống đây để gặp mọi người. Thứ nhất là xin lỗi mọi người trước. Là tối tối hôm qua không có về để mình cũng có lo lắng, nói chung là cũng rất là hối hận, xin lỗi mọi người. Hồi trưa đọc bộ đề rất là mệt, bị suy nhược trong người luôn, là không có xuống ăn cơm được, nên có nhắn tin cảm ơn mọi người rồi, là cũng mong mọi người thông cảm. Mà thật sự là cơm của anh Thanh nấu rất là ngon. Ăn xong cái hết bệnh qua để thấy mặt, là nhưng mà em đi làm công việc. Và có điều giờ kiểu như khuya quá rồi, sợ là mọi người làm phiền cho mọi người nữa nên lỡ ngủ luôn sáng rồi và em lỡ ngủ luôn hả gì? Em lỡ ngủ luôn. Có đi đâu sẽ nói mọi người để mọi người không có lo lắng nữa. Mình nói chung là sẽ hạn chế không đi đâu hết ở để với mọi người. Rồi thì nhỏ em của em thì tụi cút khung cũng đã la rầy rồi, còn mấy anh á thì cũng là muốn nói gì với bé. Alo chú công an, Hùng nó lại bên nữa rồi chú công an ơi. Sự là lo nhiều hơn là trách thì cho nên là thấy bạn ở đây thì mọi người cũng an tâm rồi. Nhưng mà thật sự ra thì tụi mình cũng có thêm nhiều thời gian đâu, tụi mình còn có mấy ngày nữa thôi, thì chúng ta nên ở gần nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn. Thật sự ra mình thấy có nhiều bạn á dành cái thời gian riêng cho mình quá nhiều, với lại thứ hai nó không có ý thức của ngôi nhà chung. Thật sự nha, thậm chí tại cái buổi ăn cơm đi chăng nữa cũng vậy. Anh không nói chỉ tiếp dành ai, nhưng mà chỉ nói là những bạn rút kinh nghiệm thôi. Nhắc chung là chúng ta khi chúng ta ăn cơm á thì mọi người đã nhắn trên group rồi, thì chúng ta chỉ nên gấp mà xuống ăn cơm chung với mọi người, chứ tránh cái tình trạng là người ăn trước người ăn sau, như vậy là nó rất là kỳ. Với thứ hai nữa, 11 là mọi người, chúng ta có đi đâu á thì chúng ta nói cho mọi người biết, cho mọi người bớt lo thôi, chứ không phải là cái gì. Chứ cái chuyện nó cũng không có to tát gì, tại vì mọi người đã quá 20 rồi, đã có giấy chứng minh nhân dân hết rồi, đã đủ lớn, đã đủ biết mình là ai và mình làm gì. Mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã phải làm. Rồi, chị kể không rồi, nói gì đi. Em xin lỗi anh. Thì em theo lời anh Phi thì
Ok, cái những ý kiến của ông Phi thì đương nhiên mà mọi người đã tán thành rồi, thì em xin nói thêm là không riêng gì buổi ăn cơm đâu, thì những cái buổi hẹn gặp khác mà có nhà chung á thì cũng phải đúng giờ một tí, chứ không riêng gì buổi ăn cơm nha. Mặt hơi dữ vậy, nói em biết đó thì em sợ mà, em thương mà. Không đang leo lên đó hả? Có đâu. Rồi chị kể cơ, có đâu. Em ý kiến thì cũng là giờ giấc tập trung, thì rõ ràng nãy giờ tụi anh nói rồi thì em cũng không có gì để nói. Có thể là em cảm nhận là chắc cái vấn đề tụi em hay đi trễ ở những cái buổi ăn. Tụi em không, em không 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 phải riêng gì em, mà chính dạ, anh là cho nên sử dụng là tụi em đó. Anh là chính anh cũng là cái người trễ mà người thất hứa với riêng em luôn nữa, đúng không anh? Dạ. Là cái người thất hứa với em. Thất hứa gì ạ? Anh hứa với lên anh hẹn 6 giờ đi dập vô ra, mà là 6 giờ lên anh tập xong rồi 8 giờ rưỡi mới thấy. Dạ, cho nên là cái đó là cái lần của chúng ta cũng là gặp đây là mới cái đêm thứ hai thôi, cái ngày thứ hai thôi, mong những ngày sau tốt và tốt hơn nữa. Rồi, hợp tác cùng phát triển. Về đi. Dạ, trong cái cuộc họp nhóm đó là những điều em không nói được thì chắc có lẽ là không có, là vì em là một người rất là thẳng. Em thích nói rất ra với tất cả mọi người để cho anh không bị khuất mắt. Nên em có nghĩ là em thấy mọi người rất là hòa đồng với nhau rồi, nên em cảm thấy là không có cái gì mà em không nói ra hết. Sau lời xin lỗi của Duy vì sự biến mất của mình trong đêm qua, không khí trong nhà đã thoải mái và vui vẻ hơn. Nhóm chơi pizza thua phải nhận thử thách tỏ tình một thành viên mà mình đang có tình cảm. Bốn đứa em khác phòng này, anh ấn tượng ai chứ? Anh đánh rồi, chậm mày lên đi. Rồi, chậm lên. Có chơi có chịu. Có chơi có chịu chứ chờ. Đi đi. Nhưng còn anh đứng dậy và... Mời ai nè? Chồng tỏ tình, quên tên. Mời tỏ tình luôn. Chồng đứng làm chắc tí thôi, chồng không trả lời nha. Mình tự tin quá, khúc này mình bị sượng ngang vậy nè. Thật ra thì để nó mở ấn tượng với một bạn nào đó trong đây thì anh chưa có. Chán ghê luôn. Chưa tỏ tình nói câu là trời muốn sao? Rồi. Sao? Sao? Giống như hôm qua anh biết em đang có tình cảm với ai. Anh nhận thùy ơi. Cho nên giống như là anh đang có ấn tượng với em, anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn, chuyện tiếp xúc với em nhiều hơn, để khi mà anh giống như anh có thể là một người bạn, một người đồng hành của em, có thể nghe chia sẻ. Ôm nhầm cái đi. Nghe tới khúc là người bạn đồng hành thì nó nghe nó thật ra mẹ hơn, nó dễ chịu hơn. Thật ra thì thích thì vẫn có, nhưng mà anh vẫn biết chừng mực. Mình biết là bạn thích ai và mình đang ở đâu. Rồi chừng mực mà nắm tay hoài vậy. Ok rồi, cảm ơn anh. Rồi rồi anh đứng xuống đi. Rồi em, anh lại nói dành cho em. Không, cái option là đẹp nè. Nè, bây giờ tới lúc bây giờ mình tự tin lại nè. Đúng không? Giờ tỏ tình mình đâu. Đúng rồi, mình bất chấp đúng không? Nè, không biết. Linh Anh. Lên đây. Ôi trời trọng nha. Quá đồn theo. Ủa mọi người, cái hình phạt của anh á là tỏ tình thôi mà. Nó đâu có mặc định là phải nảy sinh tình cảm hay là như thế nào. Nó là trời. Thầy đâm rõ tụi em đánh lục. Ây da trời. Tụi nhớ đầu. Một mình lên sân. Xây dựng cơ thể. Một con mình lên sân. Làm sao cho anh. Có anh. Có anh hả? Mà cũng bảo hiểm nha. Không. Mạo hiểm lắm á, sẽ ra mạo hiểm. Hiểu không? Thật ra cái thử thách hôm nay á là anh Phi đề ra là thực hiện một cái thử thách là mình tỏ tình với một người bạn ở trong nhà chung này. Thì mình không, không nha, cảm giác là quý mến. Không. Cái người mà thấy thích. Sai rồi. Thì em sai thấy thích. Em thích đúng không? Ừ. Em thích là anh. Thích tình cảm nha. Thích tình cảm chứ phải là thích cái kiểu mà bạn bè chị em nha. Em sai rồi. Không, mọi người ơi, tua lại cái khúc hồi nãy anh Phi đang nói nha. Yêu cầu nhà biên tập, giờ biên tập đó lại. Quay lại. Yêu cầu. Rồi, ok, xác nhận lại nha, Linh Anh lên lại nha. Từ cho rap vô bờ gọi. Trời ơi, anh nhắn ổng là cho em xin 5 phút để nghe tỏ tình. Là Linh Anh ấn tượng thôi. Ê bé, em đang kiếm cái hình của chương trình mình đó. Từ từ. Sao anh để cho em? Đó, thì bây giờ mình thử thực hiện cái thử thách của mình nha. Là mình sẽ gửi cái trái tim của mình cho Linh Anh nhận nha. Rồi nhận luôn á. Bây giờ muốn tôi nhận không? Nhận đi. Cái này tôi thấy ông Đăng Quang á. Tỏ tình kìa, bị la kìa. Đây em nói thêm,
là trong quá trình mình tham gia nhà chung mới 2 ngày thì mình cảm giác là Linh Anh là một người vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, cho nên là cái đó mình cảm mến, mình quý mến thôi. Rồi, giải nhận. Chứ không phải là thể hiện là ngày hôm nay là mình đặt nhiều tình cảm với lại Linh Anh hay là gì hết nha mọi người nha. Sai cái không, sai cái tiêu đề của mình. Cái này là không phải tỏ tình, là trao duyên miệng quá hảo. Chết rồi. Sau ngày thứ hai á, thì mình thấy chồng cũng khá là mặn, chặt nát. Quăng miếng, mọi người không hợi quăng miếng nữa mà chính bản thân mình đặt cho đó là quăng mình luôn. Quăng đâu là chết mất xác luôn. Thì mình thấy một cái thêm một cái tính cách, một cái khía cạnh mới của về chồng rất là thú vị. Nói nghe là tỏ tình thất bại quá đi tôi đi. Đó, vậy. Mọi người có cho em bát chưa? Không em, anh không đồng ý. Em không cho chưa cho bác đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh lên này. Đó. Như vậy anh chịu. Lúc này nói nó tự nhiên hơn nè. Mặt nở mà gia đình. Như vậy cái người mà nó thích. Coi như là hôm nay là một cái buổi mà mình tập giờ trước nha. Người mà cũng ngại lắm chị. Rồi 2 3. Thì sau 2 ngày tham gia vào chương trình thì đâu đó mình có một cái sự mến nhất định đối với bạn này, và đôi khi những bạn khác cũng đã thấy được. Thì đó là một cái sự nhen nhóm ngay ban đầu thôi, chứ mình cũng không nói là đó là một cái tình cảm nó quá lớn hay gì hết. Mình cũng chưa có đặt một cái niềm tin thật sự vào nó. Cho nên mình muốn có nhiều thời gian tìm hiểu hơn. Thì đây giống như là một cái lời mình nhắn gửi thôi, cũng không phải là tỏ tình gì thật sự hơn. Mọi người cho bát cho mọi người. Và Duy Anh ok chứ hả? Không gì hết. Chủ sĩ kìa. Thấy vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Dễ dạ chưa? Rồi, ok. Ngon. Ôi ôi. Theo suy đoán của em hiện tại và nhiều lúc em cũng để ý để tò mò của mình, thì em thấy là cặp đôi với ẩn em đang nghi là anh Trọng và anh Duy Anh là hai người em cảm thấy như là họ có sự gắn kết với nhau. Họ có cái sự hiểu nhau và có thể là một cái thói quen quan tâm nhau ở những chỗ đông người, nhiều khi giấu không được. Sao hôm nay đi vui không? Cái này mới hỏi thiệt nè, có còn nãy thuộc pizza là chuyện bình thường. Bình thường như cân đường. Bình thường như cân đường hộp sữa. Còn đi uống trà sữa thì nó mới không bình thường. Không, thực ra là đi massage. Đi làm đi spa hiểu biết và sau đó có dắt đi một trà sữa. Và có mang đây, trà sữa. Chính xác là có mang trà sữa về vô là tình. Hiểu rồi. Vô tình Hùng dẫn đến một cái spa, nhưng mà cái spa đó đối diện nó có một quán Hùng trà sữa. Dẫn là biết rồi Hùng luôn. Ủa chứ này không biết đi chung với anh hả? Không, tại vì mình chưa nghe cái xác nhận thì giờ mình nghe thôi. Bình thường mà. Hay đó. Thì trẻ đúng. Hay ho á. Là không thích hay sao? Thích quá trời. Không thích. Thích. Thích lắm luôn. Lúc yêu có hay ghen không? Yêu mà không ghen thì sao gọi là yêu nhờ? Nhưng mà mình không có phải là ghen tu mù quáng thôi. Ra vậy. Cho nên mình mới chọn cái người an toàn là kiểu vậy đó. Tất nhiên. Để cho mình không phải có cái cảm giác ghen nhiều. Hên xui. Chắc là tôi thấy xui rồi. Mọi thứ còn quá mới. Đừng có nghĩ nhiều. Sao lúc nãy nghe tỏ tình gì, cảm giác như thấy thì sao? Thấy nhạt. Ok. Tại vì sao? Tại vì hả, nói theo kiểu là đường đôi quá. Làm gì thì quyết thì làm. Đừng Ủa? Có cái này là làm. Cái này làm là... xong rồi được thì được, không được thì thôi, vậy thôi đừng làm. Cái này là cái thử thách của bạn đó đưa ra cho mình, chứ không phải là tỏ tình thiệt hả? Đúng, không phải tỏ tình thiệt hay không, mà là cái thử thách thôi. Tại vì hôm nay mới ngày thứ hai, không phải là một cái buổi tỏ tình chính thức giống như ngày cuối cùng của mình. Giống như kiểu là thích cũng được, tiến tới cũng được, không thì thôi. Vậy thôi thà đừng có gì hết luôn đi. Do tính tôi vậy á. Thì tại thật ra chương trình nó cũng sẽ cho mình có nhiều thử thách, và mình có vượt qua được cái thử thách đó hay không á thì nó mới xác định được. Đó, cho nên là còn quá mới để mà nói một cái gì đó nó chắc nịch. Phải đi đường đôi, đi nước đôi là vậy. Hai mình khác nhau ở một điểm là một đứa tin vào tình yêu, một đứa chưa có tin lắm. Cái gì?
hai bọn mình khác nhau ở điểm là một đứa tin vào tình yêu, một đứa thì chưa tin lắm. Đúng rồi. Mà vấn đề thì ở bản thân của mỗi người thôi. Rồi xong chưa? Gần. Rồi, đi lên phòng. Buổi chiều, Nhật Duy chủ động rủ Duy Anh đi đánh cầu lông để có cơ hội tìm hiểu thêm về anh chàng. Bây giờ em đang ở quận nào? Em ở Nha Trang, em đâu ở Sài Gòn đâu. Ninh Hòa hả? Khánh Hòa. Nhưng mà em ở Ninh Hòa hay ở đâu? Cam Lâm anh. Nhà anh cách Bonaga 2 cây. Ủa là Nha Trang hả? Anh không biết là cái thời cấp 3 của em đi học em còn rất là nổi tiếng ở trường nữa. Quậy lắm. Biết em từ thời đó luôn á hả? Em thương anh tới 4 tuổi. Mà sao ở Nha Trang anh lại biết? Ở trong... em học ở trong Cam Lâm mà. Thế em là tại sao? Biết trong Facebook đúng không? Ơi đơn giản. Không, anh gặp bạn của em. Bạn em là ai? Một người bạn của em ở Nha Trang. Đi chơi chung xong rồi. Nha Trang em không có bạn. Em chỉ có anh chị em không thôi. Kiểu như là chắc là người bạn đó cũng biết về em á. Chứ không phải là bạn em chơi. Giống như bạn cùng trường. Em nổi tiếng quá người ta biết. Thua. Phúc cũng tranh thủ rủ chồng đi nói chuyện riêng. Ngồi là hai đứa cùng ngồi. Hai người ngồi trên cục đá, trái cây. Thôi, anh ngồi đây đi, người ngồi ăn miếng. Người ngồi ăn miếng hả? Đây, đây. Ok. Sao hôm nay là anh chắc là tốn nhiều thời gian để hẹn hò đúng không? Tốn nhiều thời gian để hẹn hò hả? Anh á. Ao hẹn hò là giống như là hôm nay là đi cà phê hay đi gì đó tìm hiểu là hôm nay là có nhiều thời gian để gặp nhiều bạn phải không? Chứ mà được một cái bị động, một cái bị chủ động. Nói đi, em nhìn mặt, anh thích nói chuyện nhìn mặt. Nhìn mặt quá. Nói đi, ngồi đi. Ngồi gì vậy? Sao ta? Cái bị động của anh á hả? Ừ. Cái bị động của anh là cái bị bất ngờ. Lâu lắm không đụng, không khởi động tay chân. Anh thì mỗi ngày. Anh thích chơi thể thao. Hồi nãy anh hỏi em 2 ngày thấy sao hả? Thấy sao là sao? Em thấy mọi người... Em có thích ai chưa? Chưa đâu. Mới có 1-2 ngày sao thích ai được. Thì trong cũng tùy. Chưa. Tại vì có người thì thích liền hả? Còn em là thuộc tuyết như thế nào? Kiểu là sẽ thích khi mà lần đầu tiên mình gặp hay vậy, hay là mình sẽ từ từ rồi mình mới thích? Không, em thì hồi xưa giờ luôn là cảm nhận trước. Là khi nào em cảm nhận được người ta cái gì đó thì em mới bắt đầu em thích. Chứ không có nhìn mà em thích liền là ngay lần đầu gặp hay gì thì chưa có. Hồi giờ chưa bao giờ luôn. À. Như anh hôm qua giờ anh để ý ai? Bên phòng em là phòng anh. Anh hả? Em thấy anh sao trên người anh không? Hả? Em thấy anh sao trên người anh không? Anh trả lời câu hỏi của em trước rồi chứ. Thì đó. Thì nó cũng thật ra nó liên quan mà. Anh là một người thích xăm. Anh cũng thích về thời trang. Vậy là em sẽ giới thiệu cho anh bạn Hùng. Bé Hùng bên em, bé Mạnh Hùng. Bé có xăm hàng trái tim với tay. Rất là cá tính. Em có thể làm ma giúp. Em có thể làm ma giúp anh bé được. Ok vậy thôi anh cũng sẽ xin phép không trả lời câu hỏi của em. Anh trả lời đấy, em đang muốn nghe mà đùa á, cho anh em đang muốn nghe đây. Anh rất là ấn tượng với hình xăm của em từ cái lúc mà em bước trên xe của chương trình xuống. Vì anh rất là thích những cái hình xăm, anh thích người xăm mà tuyết cũng kiểu da sáng sáng màu giống vậy về ngoại hình thôi. Thì nên anh có một sự ấn tượng và anh có cái sự quan sát. Còn anh biết là người ta cũng sẽ không quan tâm đâu. Người ta cũng sẽ không biết là anh đang quan sát người ta đâu. Nhưng mà còn ai nữa, phải thêm một người nữa chứ. Ủa là sao? Là số lượng ít nhất phải 2 người. Ủa là sao? Và cái sự lựa chọn anh phải như là để ý ai chứ không lẽ anh gặp anh để một người sao được. À giống như kiểu là mình phải. Nhưng tại sao em cứ phải muốn anh nói là anh như vậy để em hiểu em biết thôi. Là như ví dụ như em đi gặp những người khác em vẫn hỏi như vậy thì người ta vẫn trả lời, và người ta hỏi là em thì em cũng sẽ trả lời thật thôi, có gì đâu. Anh cũng sẽ rất là thẳng thắn là đối với anh Trọng là có một cái nét riêng mà em rất là dễ thương.
anh thường thích những bạn nào kiểu có cái nét dễ thương. Thì Trọng lại có cái sự dễ thương đó, và bọn anh cũng có nói chuyện, thì anh cũng được tiếp xúc nhiều hơn với Trọng nên anh cũng khá là thích cái tính của Trọng. Anh thấy mình nói chuyện mà én bay không? Bò cho mình, nó đang múa cho mình nói chuyện đó. Nhưng mà cũng đẹp ha. Tại vì én thường ít bay thấp lắm em. Én nó bay rất là cao. Phải, quan trọng phải én hay không nha, em đoán lụi đó. Không biết là phải én hay không nha. Ủa sao giống dơ của em? Tức rồi, anh hơi hắc ám. Kiểu mình ngồi nói chuyện mà dơ nó bu là anh biết rồi đó. Con én. Trong những cái phim cổ trang á, là mà dơ mà bu là những người phản diện á. Anh cũng thấy em cũng thích phản diện mà. Không, em không thích phản diện. Anh muốn hỏi em một câu là em thích bad boy hay good boy? Theo em nha, thì good thì em không thích lắm đâu. Em thích bad boy. Good thì chỉ cần những cái việc gì vừa phải thôi, chứ đừng có good boy nghiêm túc quá thì em là không thích. Em thích những người cá tính. Dạ. Yeah. Người cá tính mới hợp với em được, chứ em không phải là good đâu. Em nghĩ sao vậy anh Phi? Tại vì anh thật sự anh Phi cá tính mà anh Phi rất cá tính luôn á. Nhưng mà em lại dành cho anh Phi một cái, tôi gọi là nó có một cái giới hạn nhất định thôi, nó không thể nào mà nó nói chung là những ngày sau thì không biết sao nha, những ngày sau thì mình chưa biết như thế nào, nhưng mà mới hôm qua với hôm nay thì em chỉ dừng lại một cái mức nào đó cũng chưa cao lắm, nhưng mà nó có một cái sự hạn chế. Nhưng mà em có nghĩ là anh Phi thích em không? Cái đó thì cá nhân trong lòng của anh Phi sẽ em biết được. À, anh Phi cũng chưa nói cho em biết hả? Sao vậy? Thì nói chung là đâu phải nói là mình thích lại hay gì đâu, nhưng mà mình nghe thì để mình biết, mình hiểu và mình sẽ khai thác. Rồi mình sẽ khai thác. Là có rồi đúng không? Sương sương đó. Thì em sẽ khai thác lại. Coi thử có phù hợp vậy hay không. Vậy em thích một người như thế nào? Em hả? Em thì em không. Để anh đoán đi. Nếu mà anh hỏi như vậy thì nó cũng kiểu nó bình thường rồi đúng không? Bây giờ thử cho anh đoán ha. Và em trả lời là đúng hay không thôi. Đúng rồi. Em cũng sẽ thích một người mà thích tattoo, có hình xăm giống em. Đúng. Em cũng sẽ thích một người mà biết quan tâm và chiều chuộng em. Đúng. Và cái người đó họ cũng sẽ cá tính và họ cũng sẽ ít nói. Ít nói. Rồi anh nghĩ rằng em sẽ thích một người mà có ý chí, không có dựa dẫm. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ là cái tuýp người mà cùng em sẽ xây dựng một cái riêng của hai người, hơn là một người mà giàu có và có sẵn mọi thứ, đúng không? Đúng không? Đúng đúng. Và tất nhiên là em cũng sẽ thích một người chung tình. Đương nhiên. Ừ. Tính em mà không chung tình được cũng khó với em đó. Dạ. Yeah. Chắc chắn. Thật sự luôn, thật sự mà. Với cá tính của em thì nếu như ai mà hiểu em thì sẽ biết là em hiền, là chỉ hiền trong một cái mối quan hệ bạn bè nói chuyện với nhau thì sẽ hiền, nhưng mà khi em làm mọi thứ để tự bảo vệ bản thân của em. Đối với anh á, em rất là hiền. Những cái thứ em show ra, mọi người sẽ có một cánh nhìn khác, nhưng với anh thì anh nghĩ rằng là anh hiểu em hơn mọi người một tí thôi. Nhưng mà với anh á, em vẫn rất là hiền. Thì đúng rồi. Không có một cái gì đó mà gọi là, cho dù á, anh đã từng thấy em chửi tục chửi thề bình thường với anh luôn. Anh ơi. Hay vậy? Sao đó đi, sao đó đi. Ủa thì trước sau gì anh em mình, em như thế nào em cũng sẽ show đến như vậy mà, đúng không? Có gì đâu mà ngại. Và anh cũng đâu có xem điều đó gì đâu. Anh vẫn chửi tục chửi thề bình thường mà. Nó đâu có nói lên cái con người của em đâu. Và sau khi mà biết là Duy Anh cũng một thời gian dài theo dõi mình như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Duy Anh đã dành thời gian và có tình cảm dành riêng cho em. Thì bình thường thì em với Duy Anh thì ít nói chuyện với nhau, và Duy Anh cũng rất ít trực tiếp khi mà hỏi han hay nói chuyện như những người khác. Nhưng mà khi nói chuyện thì thấy Duy Anh là người hiểu em nhất trong tất cả mọi người. Không phải là anh ngồi trên chiếc xe đó đâu. Anh biết ai là người ngồi trên chiếc xe đó. Hiểu không?
anh là người bị động mà, anh là người bị động để người ta rủ đi mà, anh đâu có biết. Là cái điều đó là điều anh bất ngờ. Anh suy nghĩ nha. Thế người ngồi đây không phải là anh. Nhưng mà ngày hôm nay anh nghĩ là Trọng sẽ ngồi ở đây. Chưa chắc gì người ta đã mời mình đi, chủ động mời mình mà người ta đã thích mình đâu. Đúng chưa? Người ta mời mình có nghĩ với cái ý là nên mình tìm hiểu nhau. Cũng giống như anh muốn nói chuyện với Trọng để anh hiểu Trọng hơn. Đúng rồi. Chứ không phải là để giao lưu cái tình cảm với nhau cho nó hiểu rõ hơn. Đúng rồi. Thì cái buổi chiều anh chủ động hơn. Tất nhiên. Anh có những cái gì đó đã chuẩn bị từ trước để chuẩn bị sẽ nói cái gì. Sẽ hỏi cái gì? Anh không hỏi gì. Anh không hỏi. Nãy anh nói là anh hỏi người ta, anh chuẩn bị câu hỏi, cuối cùng anh nói là anh không hỏi gì. Anh không hỏi gì đó. Tất cả mọi thứ gì anh chưa bao giờ sắp đặt một cái câu hỏi. Giống như là mà là bình thường đó. Đúng, anh tự đúng chính xác. Anh sống như anh sống vì cái cảm giác. Nếu như anh nói chuyện với Trọng mà anh cảm thấy cái cậu bạn này nè, mình có thể khai thác cậu về trong vấn đề khác. Đây là tình bạn, đây là một cái tình cảm, đây là cái gì, có nên tiếp xúc nữa hay không, có nên chơi nữa hay không, hay là nhường bạn đó cho người khác hay không. Là đối với anh từng trải thôi nha. Những câu đầu thì em ok, nhưng mà những câu sau thì cái câu cuối thì em chưa có đồng ý. Tại vì có thể là do quan điểm của em nó khác. Chứ không phải là giống như vậy nè, anh biết được cái vấn đề về nhường á, là em không nhường đúng không? Đúng rồi, không phải là mình giành giật. Nhưng mà mình cứ thể hiện nó ra, không phải chiến đấu, mình cứ thể hiện cái điều đó ra, còn đến đâu nó sẽ đến. Chứ không phải là còn cái người ta có nhận hay không. Đúng rồi, là quyền của người ta đúng không? Chứ đừng không phải ok là mình vừa tiếp cận bạn đó, cái mình thấy một người bạn của mình cũng tiếp cận bạn đó nó ok. Cái mình nhường. Mình cái là mình không chiến thắng bản thân mình. Đúng. Mình mà mình hiểu được cái vấn đề. Không phải là mình thua họ. Không phải là thương hại. Nhưng mà mình cảm giác cái gì hợp với họ. Đúng. Ngày hôm qua thì Trọng có suy nghĩ là cặp đôi bí ẩn là Duy và anh Phi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó có khác đi chút xíu. Tại vì ngay thời điểm mà trong cái bếp, gian bếp á, anh Phúc có nói là cái gu của ảnh là gì. Thì Trọng có nhớ là anh Phúc nói là gu của ảnh là một cái người gym, muscle tí xíu và da rám nắng, nhìn mạnh mẽ, sporty á. Thì nhìn sơ lược trong cái căn nhà thì chỉ có Duy Anh thôi. Nè mọi người, trong thời gian bây giờ mình hâm đồ ăn còn lại của mình thì bây giờ mình có cái trang này nè, Tasty Kitchen. Mình thấy đây có nhiều món mà giá nó cũng giá ok nè, giá cũng ok nè, có cấp bộ luôn nè. Chiều tối, các bạn đặt đồ ăn trên web tastykitchen.vn để ăn cho nhanh rồi đi xem sơn diễn lô tô. Họ tầm món tủ không luôn á. Xuất sắc. Món tủ là món gì? Cơm chiên nè, món này trời. Món tủ giống như là món mình nấu giỏi anh. Món tủ là món mình thích ăn nhất á. Thích ăn nhất là mình gọi là món tủ. Nhưng mà mình đi thi, đi đồ, mình gặp một cái đề bài mình học nhiều, mình kêu đó thì đề tủ. Trời ơi. Đề tủ là đề người ta biết làm á. Món tủ là món mình biết ăn. Vậy đó. Bé này xăm si quá ha. Không có, mình phải giải quyết từ ngữ cho nó rõ ràng. Ok bà. Muôn kiếp nhân sinh sầu bi ải. Ok người chị. Duyên trả nợ đời chốn trần ai. Ôi trời ơi. Ủa bà này là em hả? Ừ. Không, mọi người coi trước đi. Cảm thấy nè, có healthy cho buổi tối rồi nè. Ai muốn ăn healthy thì ăn healthy. Sủng gà nè. Sủng gà của anh nó làm sao? Có nên ăn đồ ngọt nhiều nha. Anh thích gà. Cho nó tốt bao tử. Sủng gà sóc muối Tây Ninh. Có cát, có tôm gì nữa kìa. Trời ơi, đông. Đồ ăn thôi anh ơi. Thì nó thấy. Ê mọi người coi cái happy combo. Đồ ăn không được uống. Cái happy combo này có cái gì trong đây ta? Cơm. Cơm. Cơm dành cho hai người đặc biệt. Đúng rồi. Wow. Có salad bò năm bộ nữa nè. Cơm hai người kìa, hai người đặt hai đi. Ê, có nước thảo mộc trái cây nữa nha. Vừa cam vừa thơm, nước ép cam thơm, thơm mùi cam. Ở đây có khăn giấy nhé. Tại sao không nha? Hả? Nó lại nè. Vừa cam vừa thơm, nước ép cam thơm, nước thơm mùi cam. Hay quá ta. Quên mà trái cây để thăm vị. Nhiều vị mới ngon. Nước trái cây cái cho mùi. Em xin gọi cuốn đi. Cái mùi. Thì ngon lắm. Có vị ngọt với tình yêu nè, vị đắng của cuộc đời trong đó nữa phải không? Ở đời dạng tiếp em. Mọi người cứ thưởng thức xong hết cái này trước đi. Mọi người thấy ngon thì ok, mai mình lấy tiếp chứ không thấy là bắt mắt trước rồi đó. Thế mai ăn sáng này đi. Ờ. Ở đời dạng sáng. Đúng rồi, đúng rồi, được.
Trên đó nè, có một cái set combo là canh chua rồi cá kho rồi có sẵn rồi luôn chứ không phải là cái gì bao ngon lắm. Chỉ bán mấy món này không. Tranh thủ các thành viên khác còn đang thay đồ thì Khanh đã xuống phòng tìm Trọng để nói chuyện. Đi ra ngoài ăn xíu. À, em á. Giật cả mình. Anh đang làm gì em đâu mà giật? Hết hồn mấy bạn đó kìa. Sao anh định gì đâu? Nói chuyện thôi. Sao hôm nay là lựa chọn em để cho vui thôi đúng không? No. Thật ra là muốn nói chuyện với em để em cởi mở hơn. Ủa bình thường em nói chuyện với anh chưa đủ cởi mở? Không, cởi mở về bản thân em ở một cái vị trí khác, một cái vấn đề khác. Thế ngồi đây đi. Muốn ngồi đây hả? Ờ. Ok. Sao anh thấy em chưa cởi mở chỗ nào? Ở cởi mở về vấn đề tình cảm với em. Cởi mở về vấn đề tình cảm đi là em, anh muốn em kể lại những chuyện cũ hay là anh muốn em làm sao? Chuyện cũ của em thì anh cũng biết được chút chút rồi. À. Nhưng anh muốn em cởi mở hả? Sao? Là mở rộng sao mình, đúng với mà, mọi sao người? Sao mình không cho mình một cái cơ hội mà như em đang bị dè dặt một vấn đề đó đúng không? Dè dặt hả? Nghĩa là giống như em nói, em khó để bắt đầu cái mối quan hệ khác. Cho nên em cần thời gian. Nó cần là sau chương trình mọi người sẽ biết là đến cuối chương trình á. À. Là chứ là một tuần đúng không? Đúng rồi. Tại vì khi xác định ngay ban đầu là em tham gia vào cái chương trình này là để em mở lòng hơn á. Nếu mà cơ duyên tới với em thì em sẽ đón nhận nó. Em biết lý do thì sao anh muốn gặp em? Để nghe em nói. Bình thường em sẽ không nói những giống như vậy. Thường thường em thể hiện với mọi người là một cái sự vui vẻ hơn. Tại vì anh nhìn thấy em ở đâu đó em có một cái vấn đề muốn có người để chia sẻ. Không biết anh nhìn đúng hay anh nhìn sai mà anh thấy vậy cho nên anh muốn gặp em. Ok anh, thì giờ em chia sẻ đây. Thì cũng cảm ơn anh là hồi nãy chọn em. Mà anh cũng phải cảm ơn em là có một người để anh vượt qua thử thách. Không, mà thật sự là tại vì anh không đủ gan. Nói chung là anh hơi nhát cái vấn đề đó. Nên anh nhát nhưng mà lên sóng được ha. Okay. Sống được, tất nhiên là phải lên sóng chứ. Nhát nhưng mà muốn lên sóng ha. Nói chung là gặp anh cũng muốn cho em thoải mái hơn. Tại vì anh thấy là em đang để mất một cơ hội của mình. Không, cơ hội thì chưa gọi là của mình đúng không? Đúng rồi, chưa gọi là cái gì là vụt mất hết. Ngay cả khi nãy có chuyện em tỏ tình với Duy Anh á, nó cũng gọi là một cái cảm mến ban đầu. Và cũng là cái thử thách đó giống như là em làm cho xong cái thủ tục. Thì sau khi đó thì lúc nãy em có rửa chén với anh thì anh cũng nói là sao em nói chuyện nước đôi vậy. Là bạn kỳ vọng là em nói chuyện cái gì đó nó chắc nịch hơn á. Đúng rồi, tại vì anh cũng thấy là anh cũng nhìn nhận được là đâu đó người ta vẫn có tình cảm với em. Anh nghĩ là thì cũng có thể trong phòng cũng có những cái chia sẻ với nhau là ví dụ hỏi bạn này thích ai, bạn kia thích ai. Thì mấy bạn cũng có hỏi em là thích Duy Anh hả hay là thích người nào. Thì bạn nói là hôm nay mấy bạn cũng hẹn với anh hay gì đó thì em cũng không có quan tâm lắm. Em nói cứ bình thường thôi. Ở đây mình là đến một buổi, ai muốn tìm hiểu ai là quyền của người đó. Mình là chỉ vui vẻ với nhau cho đến suốt chương trình. Em không muốn đến đây là để một cái sự gì đó tranh giành hết. Tình cảm là cái gì đó tự nhiên nhất thì nó dễ chạm đến trái tim hơn. Cơ hội thì đúng là cơ hội mình nên nắm bắt. Nhưng mà mình không phải là mình quá chú tâm vào cái việc giành lấy cái cơ hội đó để mình quên đi những cái việc khác. Là em đến đây em còn có một cái nhiệm vụ khác mà là em trải lòng nhiều hơn với mọi người. Tại vì trước đây em rất là ít có cái sự mà trải lòng. Ủa nếu mà trải lòng anh nghĩ trên Cơm Ao cũng đã trải lòng nhiều. Cơm Ao là cái lần đầu tiên em nói trước mặt mọi người những cái chuyện tình đó, thật sự không ai biết hết. Gia đình biết chưa? Thì sau chương trình đó thì gia đình biết rồi. Mẹ em gọi video call cho em nói là nói xong là thấy đã chưa. Mà mẹ em vui với điều đó nữa, cho nên là mẹ em vui xong thì em lại càng có động lực hơn để em tham gia vào chương trình này. Và khi mà em tham gia chương trình này, khi hôm qua em post cái poster mà để livestream thì mẹ nói dễ thương quá.
gửi hình trái tim rồi các kiểu là em biết là mẹ cũng ủng hộ cho cái việc em vậy. Dạ ok rồi, gia đình ủng hộ là ok rồi. Nhưng mà giờ mọi thứ của em được cũng khá là ok rồi, chỉ còn thiếu một nửa chút xíu thôi. Anh nhìn em thì anh cũng biết được, tại vì anh cũng có con mắt nhìn sâu chứ anh không có nhìn sơ, em biết. Con người khi mà anh nhìn vô là anh nhìn con mắt với cái miệng. Con mắt để anh nhìn anh hiểu, cái miệng để anh nhìn để anh yêu. Mắt là cái cửa sổ, cũng là cái chiều sâu của tâm hồn đó, thể hiện lên đôi mắt. Mà hôm nay anh thấy là bất ngờ nhiều cái lắm nha. Anh bất ngờ là hai người chung phòng anh lại hẹn với nhau mà anh không biết luôn. Đâu có gì bất ngờ anh, là chương trình sẽ tạo điều kiện cho tất cả các bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu lẫn nhau. Chừng nào á, cuối chương trình mà hai người đó tỏ tình với nhau hoặc là hai người đó là thể hiện cặp đôi bí ẩn á, thì anh mới bất ngờ, còn giờ không có gì bất ngờ hết trơn á. Hồi xưa lại thấy hai người ngồi chi xong giờ thấy đã mất rồi. Xịt sau lưng xịt hụt không à? Quy hả? Xịt hụt tiếp, đưa ra anh xịt cho. Vô mặt tao. Nó em đừng xịt trên cổ, em xịt trên áo á. Là hụt là áo trên áo đúng không? Nhưng mà nó cũng bay ra ngoài. Các thành viên Boys Love đã đến Đầm Sen để xem đoàn Lô Tô Hương Nam biểu diễn. Chị đứng ở đây sao chưa? Giờ quý vị biết là tại Lô Tô Hương Nam sẽ chung chồng quý vị rất là nhiều. Và kêu những quý vị may mắn lên đây hỗ trợ giùm cho Lô Tô Hương Nam để lấy cái quyền lợi cho quý vị để làm chứng giùm cho quý vị ha. Mời quý khách có giấy đồng này cầm tay đây. Đầu tay quý khách gần gần cho số chị ra. Lên thì mình còn thương hơn thôi, tại vì cái đó là cái nghề của họ mà. Khi họ buông xuống thì họ vẫn là bạn của mình, vẫn là một con trai bình thường thôi. Tại vì một khi đã yêu hay là một khi mình đặt cái tình cảm cho một cái người nào đó rồi, mình ha không quan trọng người đó là ai. 16 là cái gì bà nội ơi, cầu ơi, cầu ơi. Anh ăn ra ngoài giờ số giùm em ha, ra ngoài giờ số với su su giùm em. Chưa, cứ thưa quý vị, 36 giờ kia qua cả có ngừng đột giải thì dở quá, giả quá, rồi nó đây là ông thu nha. Anh Sơn đâu? Nè, bà đoán thử có ai hẹn hò với tôi. Nè, nếu mà hẹn hò với Linh Anh, gu Linh Anh là anh này nè.
Nè, gu lên anh là anh này nè. Tôi nghĩ vậy đó. Thôi tôi đi về trước nha. Nếu mà Su Su đánh sai. Còn anh là gu của em. Dù sao em anh chơi. Ok. Hôm nay thì tất cả mọi người cùng đến ủng hộ và xem Lotto Show của đoàn Hương Nam của Linh Anh. Đầu tiên là chạnh lòng và thứ hai là mình thật sự rất là nể phục những cái anh chị đó. Vì họ rất là nỗ lực luôn. Nhưng mà cái tuyệt vời nhất của họ là cái thái độ. Linh Anh mặc một cái bộ đồ áo dài mà nó ôm sát người luôn. Thì mấy bữa mình cũng hay nghe Linh Anh nói là ăn xong thì sẽ không mặc áo dài được. Thì nói thiệt luôn là mình là một người rất thích ăn. Mọi người xem chương trình sẽ biết mình rất thích ăn luôn á. Nên thành ra là mình thấy Linh Anh phải vì một cái sự nghiệp mà bỏ đi một cái sở thích của mình như vậy, là không được ăn những đồ ăn ngon, không được ăn quá nhiều, thì mình không có cảm nhận được. Cho đến khi mà mình nhìn bằng chính cái đôi mắt của mình, mình cảm nhận được cái không khí nóng ở đó, cái sự khó chịu ngột ngạt ở đó, những cái tiếng âm thanh rất ồn. Tại vì thực ra nhìn mình sôi động thôi, nhưng mà mình cũng bị hội chứng là hơi bị sợ đám đông và âm thanh quá lớn, nó sẽ làm cho đầu mình nó bị đau. Thì mình đến đó mình thấy là Linh Anh phải làm việc rất là cực khổ, thì mình thấy thương cho Linh Anh cũng như là những cái anh chị nghệ sĩ đoàn Lotto, và mình thấy rất là thương Linh Anh luôn á. Không, nhưng mà trong đám, trong như này bà chọn ai? Quạnh Phi. Trong đây hả? Quạnh Phi chọn hết. Nấu ăn là ngon lắm luôn á. Ủa đâu mà khoan, stop nha, tự nhiên cái mà chọn hết mọi mà bỏ mà tôi ra là sao? Ủa mà tại anh là quá quen mặt trên Facebook rồi, giờ đâu có còn cảm xúc gì nữa đâu. Nhưng mà gặp anh ví dụ mình giờ lên giường cũng có cảm xúc nữa. Phải tìm được có cảm xúc. Nhà mèo, nhà mèo. Nghe em chọn anh con. Coi như là em chơi, giả bộ em chơi giả bộ đi. Em chọn anh tại vì em có cảm xúc lớn rồi. Dạ, em hay ăn đêm lắm. Nửa đêm anh dạy anh nấu đồ ăn, em ăn cái gì hết trơn. Dạ, chụp buổi. Su Su dặn rất là kỹ. Nhớ vô chương trình đừng có đội tóc giả, đừng cho người ta biết mình là Linh Anh. Cuối cùng giờ nó dẫn qua ngay động luôn. Không có, lúc mà mới ngày đầu tiên á, đây người thân Linh Anh, Linh Anh, Linh Anh, Linh Anh. Bây giờ mới một chương trình không ai làm Phi luôn. Không, chắc chắn mùa 1 những bạn post ơi, đừng ai chọn thằng Phi hết. Sao vậy, bà chọn hả? Chỉ vậy thôi, biết vậy thôi. À vậy hả? La ông nội ơi, ở đây đừng la làm. Vậy tối xong đi gọi mở, gọi đi tôi mở cửa cho. Okay. Rồi nha. Cảm ơn mọi người nha. Rồi mọi người điều trị. Gánh qua nó đồ ăn. Gặp ở trong lúc nào. Không phải lại phải tới cái cửa thôi. Dạ lao Sơn nha. Bây giờ Linh Anh nhớ kêu anh Sơn về nha. Kêu không, Sơn về. Thấy là Linh Anh nó tồn tại khắp mọi. Nó tồn tại có nhiều lúc. Một tiền ớt nha. Ok. Và lên bếp ngủ thì đi bên này đi. Đi đường nào ra? Đi bên này đi. Anh thử tên con Sơn nha. Không phải nấu anh đi. Không phải nấu anh đi, chọn rồi đó. Những hình ảnh Sơn trong tà áo dài thước tha cùng mái tóc dài đã để lại ấn tượng sâu đậm cho các thành viên trong ngôi nhà chung. À, nếu mà ngày mai để cho ngày mai mình hẹn hò với một người thì nói ra hơi bất ngờ, thì mình lại muốn hẹn hò với bạn Linh Anh. Tại vì khi mà ở trong ngôi nhà chung thì mình thấy mình với Linh Anh giống như là bình thường như một người bạn, nhưng mà khi mà đi xem Linh Anh diễn show về á, mình không biết sao mình cảm thấy mình thương cái cuộc sống của bạn, thương cái con người của bạn, mà mình muốn, tại vì mình muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn. Đó là mình đang muốn, thật sự muốn tìm hiểu về Linh Anh. Nhật Duy và Hùng đã bắt đầu để ý Duy Anh, còn Duy Anh đang có những bất đồng trong mối quan hệ với Trọng. Phần của Trọng thì trong lòng đang có những chao đảo khi thấy Duy Anh đang được quá nhiều người quan tâm. Những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào khi bước qua ngày thứ 3 của chương trình? Mời quý khán giả đón xem Boys Love được phát sóng độc quyền trên kênh ứng dụng Next Love vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần, và xem lại các tập đã phát sóng trên kênh YouTube MCV Media. Chẳng thiên thà nơi đây. Nỗi sầu trong đêm vắng hòa cùng điều nhạc sâu lắng.